mẫu Ford F150 do Wesley sản xuất này. Mẫu xe này thì không có đèn nhạc gì đâu, nhưng mà bù lại thì nó sẽ có thể điều chỉnh được góc nhìn xe này, rẽ trái rẽ phải này, hoặc là cái vô lăng có thể xoay được này. Khi chúng ta xoay vô lăng thì cái góc bánh xe cũng rẽ trái rẽ phải đấy ạ. Đấy. Chiếc xe này thì chúng ta có thể mở được hai cửa và cái cốp của thùng sau. Màu này thì là màu đen. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có màu đỏ và màu trắng. Đây là màu đóng lại này. Đóng cửa. Xe được làm bằng hợp kim nguyên khối, rất bền và đẹp. Logo Ford F150. F150 thì là trong những dòng xe bán chạy của Ford rồi. Chạy đình đám của Ford. Đây là phần đầu xe này. Cụm đèn pha này, logo Ford này. Cụm la răng bánh này. Đó. Rồi, trên đây thì chúng tôi xin giới thiệu chiếc Ford F150, một trong những mẫu xe bán tải, bán chạy hàng đầu của Ford. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.